Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nhà Vườn Hải Đăng. Thì ngày hôm nay Nhà Vườn Hải Đăng sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây bưởi sao cho nó đạt một cái năng suất cao nhất. Thì bưởi là một trong những loại cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao với mùi vị thơm ngon. Thì không chỉ có vậy, vỏ bưởi còn dùng để chiết xuất tinh dầu ứng dụng trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của con người. Để trồng được cây bưởi ngon có giá trị thì bạn cần làm theo những cái bước sau. Bước đầu tiên là cái bước quan trọng nhất, là cái bước chọn giống cây bưởi. Thì giống cây bưởi thì được tạo bằng cách chiết cành hoặc ghép mắt. Thì chúng ta sẽ chọn từ những cây mẹ để phát triển tốt, đã có những vụ quả năng suất cao và không bị nhiễm bệnh. Thời vụ trồng thì có hai thời vụ trồng chính đối với cây bưởi, đó là vụ xuân từ tháng 1 đến tháng 3 và vụ thu đông từ tháng 8 đến tháng 10. Tuy nhiên vụ xuân thì có thời tiết thuận lợi nên chúng tôi cũng khuyên bạn nên trồng cây vào vụ xuân để có năng suất tốt nhất. Làm đất trước thời gian trồng bưởi khoảng 1 đến 2 tháng, bạn cần làm đất kỹ càng, làm cỏ sạch sẽ và xử lý đất bằng vôi bột. Vị trí trồng bưởi cần chọn nơi thích hợp, có nguồn nước tưới và có hệ thống thoát nước tốt. Trong năm đầu tiên, nếu bưởi con không có nước khi khô, cây bưởi sẽ bị chết. Tiếp theo là đào hố. Nếu chúng ta trồng ở vùng đồi núi, ta cần đào sâu hơn khoảng 0,8 m. Còn nếu trồng ở vùng đồng bằng thì hố khoảng 0,6 m. Đất mặt phía trên cho qua một bên và đất dưới hố sâu chúng ta cũng sẽ cho qua một bên. Cách trồng và cái khoảng cách trồng. Khoảng cách trồng cây thì tùy điều kiện địa hình có thể xác định mật độ cho phù hợp, nhưng thông thường khoảng cách trồng bưởi lý tưởng khoảng 5 đến 6 m. Cách trồng bưởi tương tự như là cam, quýt ổi và các loại cây ăn quả khác. Đào một lỗ rộng vừa đủ ở tâm hố và xé bì, cho vào hố nhẹ nhàng tránh làm vỡ bầu cây. Dùng cọc cố định cây bưởi để thân thẳng. Trồng xong thì chúng ta tưới nước vừa đủ cho cây. Cách chăm sóc và bón phân cho cây bưởi. Thì chúng ta bón nót. Bón nót phân chuồng khoảng 3 kg, vôi bột 1 kg, phân lân súp e 1 kg, ure 0,1 kg, kali 0,15 kg. Cách bón thì trước khi trồng khoảng 1 tháng thì lấy vôi bột trộn với phân đất phía dưới và đổ khoảng 1/3 hố. Dùng phân còn lại trộn với đất phía trên và đổ vào hố. Kỹ thuật bón phân tùy theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của bưởi, việc bón phân có thể chia ra các thời kỳ sau. Cái thời kỳ cây từ 1 đến 35 tuổi thì phân bón được chia làm nhiều đợt để bón cho bưởi. Nếu đã bón nót phân lân thì dùng phân ure với liều lượng 10 đến 20g, hòa tan trong 10 lít nước để tưới cho mỗi gốc bưởi từ 1 đến 2 tháng một lần. Khi cây trên 1 năm tuổi thì bón trực tiếp phân vào gốc. Thời kỳ cây bưởi đã cho ra trái ổn định có thể chia làm 5 lần bón như sau. Sau thu hoạch thì bón 25% đạm cộng 25% lân cộng 10 đến 30 kg phân hữu cơ trên một gốc một năm. 4 tuần trước khi cây ra hoa thì bón 25% đạm cộng 50% lân cộng 25% kali. Sau khi đậu quả thì bón 25% đạm cộng 25% lân cộng 25% kali. Giai đoạn quả phát triển thì bón 25% đạm cộng 25% kali. 1 tháng trước khi thu hoạch thì bón 25% kali. Lên bón bổ sung từ 0,5 đến 1 kg phân trên một cây một năm vào các giai đoạn sau thu hoạch, trước khi trổ hoa và sau đậu trái. Có thể phun phân bón lá tối đa không quá 3 lần trên một vụ trái. Mỗi lần cách nhau ít nhất 30 ngày, không phun phân bón lá vào mùa mưa vì làm cây dễ nhiễm nấm bệnh như là loét, mà mốc hồng, đốm rong. Việc làm cỏ và tưới tiêu thì làm cỏ thì chúng ta cần làm cỏ sạch vào các thời gian bón phân và tỉa tán cho sạch sẽ. Tưới tiêu thì cây nhỏ dễ chưa ăn sâu nên chúng ta cần phải luôn luôn giữ cho cây có độ ẩm cần thiết. Vào mùa mưa thì chúng ta cần thoát nước cho cây. Cách phòng tránh sâu hại và côn trùng gây hại thì bất kỳ loại cây nào cũng có thể bị sâu hại và côn trùng gây hại, và cây bưởi cũng vậy. Nên bạn cần phòng tránh bằng cách sử dụng các loại thuốc phòng ngừa cho phù hợp. Thì hiện nay Vườn Ươm Hải Đăng đang cung cấp khá nhiều các giống cây bưởi, bưởi da xanh, bưởi lăm roi, bưởi diễn, bưởi đỏ. Thì các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0966446329 để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.